Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mạnh Cường Stock và em là Mạnh Cường. Thì nội dung chính trong cái video cuối tuần ngày 17 tháng 9 năm 2023 này của em, đó chính là em sẽ làm một video về cái tuần 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023 nhé mọi người nhé. Thì trong cái video chính này sẽ có 3 phần. Và phần thứ nhất đó chính là VN Index chuyển sang cái trạng thái sideways cân bằng trên. Phần thứ hai đó chính là thị trường sideways thì chúng ta chỉ mua ở nền giá hoặc là sau những cú gãy rũ test cung nha mọi người nhá. Và cuối cùng đó là hai nhóm ngành mà chúng ta cần chú ý, đó là nhóm ngành đầu tư công và nhóm ngành banh nha mọi người nhá. Thì em Cường thì có một cái ID bên công ty chứng khoán VPS là BC25 và nhóm Zalo của em là 0936812449 nha mọi người nhá. Nếu mà ai mà có nhu cầu mở tài khoản hoặc là chuyển ID về bên em Cường quản lý thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ hỗ trợ mọi người mở tài khoản và đi cùng với mọi người trong suốt cái chặng đường đầu tư của mọi người nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào những cái ý chính đầu tiên, đó chính là phần thứ nhất, VN Index chuyển sang trạng thái sideways cân bằng trên, bull nhiều nhịp và dễ có những cái bẫy quét răng hai đầu nha mọi người nhá. Đây thì em sẽ đi luôn trên đồ thị, bởi vì ngày hôm nay là một phiên phân tích chuyên về kỹ thuật nên là em sẽ vẽ ở trên đồ thị để cho mọi người thấy. Thì hiện tại VN Index của chúng ta em đang cho rằng nó có hai kịch bản nha mọi người nhá. Đầu tiên em đang view cái kịch bản này này. Sau khi mà nó không vượt đỉnh được luôn và nó có những cái phiên điều chỉnh với khối lượng lớn ấy, thì em sẽ phải thay đổi quan điểm và sẽ phải nhìn nhận thị trường với một cái góc nhìn khác nha mọi người nhá. Đó, em sẽ chia đôi hai cái biểu đồ này ra để cho mọi người nhìn cho nó dễ. Mọi người chờ em lát nha. Rồi, và cái này là VN30, em sẽ chuyển sang VN Index. Rồi. Đó, và cái giai đoạn này chúng ta lại nhìn về dữ liệu quá khứ thì chúng ta có thể thấy cái giai đoạn này khi mà thị trường không đi lên được ngay thì là rõ ràng cái kịch bản tháng 10 năm 2020 nó đã hoàn toàn bị fail nha mọi người nhá. Tuy nhiên chúng ta có thể ráp nó vào cái kịch bản này nè mọi người này. Đây này, đó. Đây chính là cái khu vực của VN Index hiện tại. Đó, mọi người nhìn rõ chưa? Thì chúng ta có thể thấy sau khi mà thị trường nó không tăng được, nó sẽ có những cái cú rũ mạnh này. Đó, nó cũng tương đương với hiện tại thị trường của chúng ta nha mọi người nhá. Và cái giai đoạn này thị trường nó tạo thêm một cái đường biên nha mọi người nhá. Đây này, đây chính là cái đường biên của thị trường này, mọi người thấy chưa này? Đó, một đường biên của thị trường và hai đường biên của thị trường. Và đây chính là một cái cú rũ bỏ cuối cùng trước khi thị trường vượt đỉnh nha mọi người nhá. Đó, trước khi thị trường vượt đỉnh nó sẽ có một cú rũ bỏ cuối cùng. Và ở trong cái nền giá biên này nó sẽ có nhiều những cái cú test lên test xuống nha mọi người nhá. Đấy, nó quét đây gọi là những cái cú quét hai đầu. Em gọi đây là những cái cú quét hai đầu bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó rũ xuống thì nó sẽ làm cho mọi người cái cảm giác là sắp gãy đến nơi rồi. Sắp gãy hiện tại của chúng ta này, cái vùng hỗ trợ của chúng ta hiện tại có phải là vùng 1200 không mọi người? Đó, nên là nó rất có thể nó sẽ quét về tới cái vùng 1200 này nhá mọi người nhá, để tạo ra một cái đường biên trên và một đường biên dưới nhá. Đấy, nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Cái giai đoạn này và giai đoạn này nó đang có cái sự tương đồng và chúng ta cần phải chú ý. Nếu nó quét về đến đây, về đến 1200 này mọi người này, thì mọi người phải là người có cái số vốn chủ động để mua nhá mọi người nhá. Đó, nên mọi người phải chú ý giúp em là cái giai đoạn này chúng ta muốn có cái số vốn để chúng ta mua tham gia khi thị trường nó rũ test về cái đường biên dưới như giống như bên này. Thì làm gì? Chúng ta phải hạ tỷ trọng ở những cái nhịp. Ở những cái nhịp gì mọi người? Những cái nhịp nó bun lên trên này nhá. Đó. Đây, khả năng sắp tới sang tuần sau nó sẽ có những cái nhịp bull lên trên này thì mọi người hạ tỷ trọng bớt ra nha mọi người nhá. Để làm gì? Để chúng ta đề phòng những cái cú gì mọi người, cái cú nó rũ nó quét về biên dưới này này. Đó, thì đấy, em sợ là nó sẽ có những cái cú rũ quét về bên dưới này để nó quét, nó tạo cái lực bán để cho mọi người ồ ạt bán ra. Khi mọi người ồ ạt bán ra thì bắt đầu nó mới lấy được hàng của mọi người và nó đánh lên nha mọi người nhá. Đấy, với cái yếu tố thứ hai nữa chính là đợt này thị trường đang có những cái cây volume giảm khá là lớn, cho nên chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đội tạo lập họ vẫn chưa cover lại được hàng của mình nhá mọi người nhá. Bởi vì sao? Trong những cái cây volume lớn này nó sẽ có những cái nhịp người ta rũ, người ta kéo để cho mình tâm lý hoang mang và mình bán ra. Mình bán ra thì họ làm gì mọi người? Thì họ sẽ là những cái người mua lại để trước khi có một nhịp thị trường kéo vượt đỉnh nhá mọi người nhá. Đấy, cho nên là cái tâm lý cái giai đoạn này mọi người hết sức chú ý cho em là thị trường đang trong một giai đoạn sideways. Đó, chuyển trạng thái từ uptrend sang sideways để làm gì? Để rũ bỏ nguồn cung nhá mọi người nhá. Và khi rũ bỏ nguồn cung đầy đủ, nó sẽ có những cái cú test cuối cùng như là cái cú này này mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Cái cú test cuối cùng này là cái cú đánh gãy xong bắt đầu nó mới giật lên nhá mọi người nhá. Chính vì thế em luôn phải đề phòng
cái cú gãy cuối cùng này nó sẽ hất văng mình và cái nhóm của em ra khỏi tàu. Cho nên mình sẽ hạ tỷ trọng của mình về cái mức an toàn đủ để nó không làm sao nó quét mình ra khỏi xu hướng được nha mọi người nhá. Đấy, trên con đường đi lên không phải là thị trường nó cứ đi thẳng lên đâu, nên là mọi người hết sức chú ý giúp em. Mọi người đừng có quá hưng phấn trong những cái nhịp mà sắp tới nó có thể nó sẽ kéo lên, nó bun nhiều nhịp tại cái vùng đỉnh cũ này này mọi người này. Đó, và nó sẽ tạo những cái bẫy để chúng ta vào lao vào chúng ta mua break đỉnh nhá mọi người nhá. Khi chúng ta mua break đỉnh xong thì nó làm gì? Nó lại cho chúng ta ăn một phát cắm xuống nhá mọi người nhá. Thì sau một phát cắt lỗ này, cắm xuống đây này, tiếp tục một phát lên trên đây lại cắt lỗ cắm xuống đây nữa là chúng ta sẽ bị hoang mang và chúng ta rất khó để tham gia trở lại thị trường nhá mọi người nhá. Đấy chính là tâm lý của đội tạo lập, họ luôn muốn rũ bỏ nhỏ lẻ chúng ta và không cho chúng ta tham gia trong những cái nhịp kéo của nó nhá mọi người nhá. Và nó luôn muốn chúng ta tham gia ở những vùng khi mà nó kéo lên trên vùng cao này mọi người này. Đấy, mọi người nhớ chú ý giúp em nhá. Rồi. Đấy, thằng Army Broker nó lại không cho sử dụng hai biểu đồ liền một lúc lâu rồi. Đó, rồi nhá mọi người nhá. Chúng ta vậy là chúng ta đã đi xong cái kịch bản của VN Index. Mọi người nhớ chú ý giúp em là nó sẽ tạo một cái đường biên trên và một đường biên dưới. Một đường biên dưới chưa biết là cái biên dưới nó sẽ tới đâu nhá. Nhưng em nghĩ đường biên dưới này có thể sẽ là vùng 1200. Đó, bởi vì 1200 là cái vùng kháng cự tâm lý thì bây giờ nó sẽ thành hỗ trợ tâm lý nhá mọi người nhá. Và cái đường 1200 này nó cũng là cái đường MA 50 ngày nhá mọi người nhá. Trong những cái nhịp điều chỉnh của thị trường, thị trường thường kéo về đường MA 50 ngày mọi người thấy chưa? Đúng không? Đó, và MA 200 ngày nó cũng là cái giải giữa của Bollinger Band nhá mọi người nhá. Nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Chúng ta sẽ có một cái đường biên này để em vẽ luôn lại trên cái biểu đồ này cho mọi người dễ nhìn trực quan nha. Đó, đây chính là một cái sideways dạng tam giác này mọi người này. Mọi người chú ý giúp em nhá, nó sẽ tạo một cái đường biên trên này này và một cái đường biên dưới này. Chúng ta sẽ cho nó là ở vùng 1200 đi, đó. Và trong đây thị trường nó sẽ bull lên nhiều nhịp này, đấy. Đấy, và nó sẽ có một những cái cú breakout đỉnh giả vờ nha mọi người nhá, giả tạo nha mọi người nhá. Sau đó nó mới giật xuống này, có thể nó sẽ tạo những cái cú spring phía dưới này. Đó, spring này, xong bắt đầu nó mới cái phát cuối cùng này mới là cái phát nó vượt đỉnh này. Đấy, nên là mình, nếu mình mua break ở chỗ này mình bị rũ bỏ, chắc chắn mình sẽ sợ hãi. Khi nó gãy vào đây chắc chắn là em đảm bảo với mọi người là cái lực cầu, cái lưu nguồn cung ở trên, ở mua kẹp ở những cái vùng trên cao này, nó sẽ ồ ạt ra nó bán nha mọi người nha. Thì khi đó, đấy chính là cái cú cuối cùng. Nếu những cái cú spring này mà nó kết hợp với cái khối lượng thấp nữa nha mọi người nha, nó chỉ nằm ở mức cái này thôi này. Đấy, thì sau đó thị trường sẽ vượt đỉnh. Nói chung kịch bản của thị trường chắc chắn là sẽ vượt đỉnh từ giờ đến cuối năm. Nhưng em nói mọi người nghe, trong cái quá trình vượt đỉnh của nó sẽ có những cái cú rũ bỏ khá là khốc liệt, nên chúng ta phải đề phòng nha mọi người nhá. Còn nếu mà anh chị em nào mà vị thế tốt, mọi người mua những cái cổ phiếu ở những cái vùng bên dưới này này, thì mọi người chấp những cái cú này, cứ ngồi im ôm cổ phiếu cho em nha mọi người nhá. Mọi người không cần thiết phải chạy đâu. Đấy, những cái vùng ở dưới này này là những cái cổ phiếu chứng khoán hoặc là những cái cổ phiếu bán lẻ, mọi người có vị thế rất là tốt. Nếu mọi người mua ở những cái vùng dưới này thì có nói thật với mọi người là bây giờ cổ phiếu chứng khoán bán lẻ mọi người có thể lại đến 30-40% rồi. Thì những cái vùng rũ gãy rũ này nó cũng chỉ giảm khoảng tầm từ 10-15% thôi, nó không bao giờ ăn vào cái vốn của mọi người nha mọi người nhá. Nên mọi người hoàn toàn có thể ngồi im được. Đó, còn nếu ai mà đang lướt sóng ở trên cái vùng này ấy, thì mọi người chú ý để đánh theo những cái nhịp thị trường nha mọi người nha. Khi nó bull lên đây thì cố gắng bán ra, và khi nó kéo về đây thì nhớ là phải có tiền thịt để bắt nha mọi người nhá. Đó, tiền thịt để bắt vào những cái vùng biên dưới này và có hàng để bán ra ở những cái vùng biên trên nha mọi người nhá. Khi nào cái cú spring này nó diễn ra này thì lúc đó bắt đầu chúng ta sẽ không lướt lát nữa nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ ngồi im để chờ thị trường gì? Chờ thị trường vào pha vượt đỉnh nhá. Đấy, thị trường thường vượt đỉnh sau cái cú spring mấu chốt nhá. Mọi người nhớ giúp em, cái cú spring mấu chốt mới là cái cú nó vượt đỉnh nhá. Đấy, và quá khứ nó đã xảy ra như vậy rồi, nên là tương lai nó sẽ thường xảy ra như thế. Đấy là cái dữ liệu quá khứ nó đã từng xảy ra, chứ không phải là em lấy bừa em nói phét mọi người nhá. Đây này mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Vì cái kịch bản dưới này là nó đã bị fail rồi, đúng không? Thị trường không lên được ngay, thì bây giờ chúng ta lại đi sang cái kịch bản bên này, đúng không mọi người? Đúng chưa? Đó, và nó sẽ tạo đường biên trên như này và đường biên dưới như này. Rồi nó, đấy nó đi trong này mọi người này. Và cái cú rũ cuối cùng này là cái cú mà nó cho chúng ta ra hết, sau đó nó kéo vượt đỉnh này. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy, trên cái con đường vượt đỉnh của thị trường nó không hề đơn giản đâu. Nếu nó mạnh thì nó phải vượt ngay nha mọi người nhá. Còn nếu nó yếu ấy thì nó sẽ rũ tét.
Với cái đây này mọi người thấy này, cái nhịp này nó bán này, những cái cây vôn lớn đỏ ra liên tục, nhưng sau đó thị trường mới vượt đỉnh này. Đấy nên mọi người hết sức chú ý giúp em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần số 2. Đó chính là thị trường tìm dòng dẫn mới và đảo dòng. Đây chính là cái ý thứ hai trong cái slide phân tích vĩ mô ngày hôm qua em nói với mọi người, đó chính là trong một nhịp thị trường đi lên, nếu không có dòng dẫn dắt thì nó sẽ có những cái cú điều chỉnh nhá mọi người nhá. Và cú điều chỉnh đó để làm gì? Để tìm ra cái dòng dẫn mắt mới nhá mọi người nhá. Thì ở trên đồ thị đây chúng ta có thể thấy này, đây chính là đồ thị VN Index của chúng ta. Và em sẽ lấy cái đồ thị này để cho nó làm mốc chuẩn nhá mọi người nhá. Thì mọi người có thể nhìn giúp em là cái giai đoạn thị trường nó điều chỉnh đảo dòng này. Đánh dấu nhá, đánh dấu đi nhá mọi người nhá. Đó, màu đỏ đi. Rồi, thì sau cái nhịp đảo dòng này mọi người nhìn rõ không? Chắc là mọi người nhìn rõ đúng không? Đấy, cái cây này nhá, chúng ta đánh dấu là sau cái nhịp điều chỉnh, sau cái nhịp điều chỉnh này và thị trường đảo dòng thì dòng nào sẽ thay dòng chứng khoán dẫn dắt nhá. Chúng ta biết rằng đây là dòng chứng khoán, là cái dòng đang điều chỉnh cái nhịp này nhá mọi người thấy chưa? Đấy, và nó không vượt đỉnh được sau cái nhịp điều chỉnh nhá. Đó, mọi người thấy không? Thì dòng chứng khoán này chứng tỏ là dòng cần tích lũy lại đó. Và sắp tới dòng chứng khoán của chúng ta hiện tại bây giờ cũng thế, sau một cái nhịp vượt đỉnh sau đó điều chỉnh nó sẽ tích lũy lại nha mọi người nhá. Rồi, và chúng ta biết cái nhóm nào là cái nhóm dẫn dắt sau cái nhịp điều chỉnh này không? Đó chính là nhóm banh. Em sẽ lấy ví dụ cụ thể bằng con Vietcombank nhá. À thôi, em lấy bằng con VPBank hoặc con Techcombank đi. Đấy, bởi vì nhóm ngành ngân hàng thương mại thì nó thường chạy mạnh hơn. Đấy mọi người thấy chưa? Sau cái cú điều chỉnh đúng không? Nó xây một cái nền và gì mọi người? Vượt đỉnh trước thị trường nhá, đúng không? Chứng khoán đoạn này chưa vượt đỉnh này, thị trường đoạn này chưa vượt đỉnh này, và banh dẫn dắt nha mọi người nhá. Mọi người nhớ giúp em, và em nhìn nhớ là còn thằng thép nữa này, HPG này. Đấy, HPG mọi người thấy chưa? Từ cái điểm đánh dấu màu xanh chưa? Đúng không? Nó vượt đỉnh luôn. Đấy chính là hiện tượng xoay dòng nhá mọi người nhá, xoay dòng trên thị trường. Khi một dòng dẫn dắt nó tăng quá mạnh thì sao? Những cái người mua mới họ sẽ không chấp nhận bỏ thêm tiền để mua lên. Thì sao? Họ sẽ có xu hướng tìm cái dòng khác đang chuẩn bị đi lên để làm gì? Để đẩy vốn vào nha mọi người nhá. Đấy gọi là hiện tượng xoay dòng của thị trường chứng khoán. HSG cũng thế nha mọi người nhá. Đấy, ở cái hiện tượng xoay dòng của thị trường chứng khoán này nó cũng không đáng lo ngại. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mọi người cầm tiếp những cái cổ phiếu mọi người bị kẹp ở trên vùng đỉnh thì nó cũng sẽ lên, nhưng mọi người sẽ bị chôn vốn khoảng tầm 3 đến 6 tháng nhá mọi người nhá. Đấy, đây này, nếu mọi người bị kẹp SSI ở vùng đỉnh, giả dụ em giả dụ nhá, mọi người bị kẹp ở vùng này đúng không, mọi người không cắt lỗ cái nhịp rơi này, mọi người không cắt lỗ thì mọi người sẽ bị kẹp thêm 3 tháng nữa nhá mọi người nhá, sau đó SSI nó mới vượt đỉnh. Đấy, đấy là cái yếu tố đảo dòng, mọi người nhớ giúp em. Nếu mà mọi người không xác định được dòng dẫn mới mà mọi người ôm tiếp cái dòng leader cũ nó suy yếu ấy, thì mọi người sẽ bị kẹp vốn ở đó nhá mọi người nhá. Chứ ngắn hạn mọi người lỗ thôi, còn trung hạn và dài hạn mọi người vẫn sẽ là những người lãi. Đấy nên mọi người nhớ giúp em nhá. Rồi, là xong ý thứ hai là hiện tượng đảo dòng. Và bây giờ là cái ý số 2, ý đầu tiên của mục số 2 nhá mọi người nhá. Thị trường sideways thì chỉ mua ở nền giá hoặc sau gãy rũ test nhá mọi người nhá. Gãy rũ test cung thì chúng ta mua. Thì mọi người nhớ này, đây là VN Index của chúng ta, đúng không? Thì mọi người lưu ý giúp em là khi mà nó gãy rũ về đến đây, cạn kiệt khối lượng thì chúng ta lại mua lên. Thì chúng ta mua ở những cái vùng biên dưới nhá mọi người nhá, chứ chúng ta không mua ở vùng biên trên. Đó, mua ở vùng biên dưới, chứ cái vùng biên trên này sẽ là cái vùng bull trap này, nên chúng ta sẽ không mua. Và khi nó gãy rũ về dưới này thì chúng ta sẽ tham gia nha mọi người nhá. Đấy, cho nên là muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có hàng bán khi nó ở trên vùng đỉnh và có tiền mua khi nó quay trở lại vùng biên dưới nhá mọi người nhá. Đấy, đấy là đặc điểm của thị trường sideways, mọi người phải chú ý giúp em. Và sẽ có viên gãy rũ test cung. Tí nữa em sẽ lấy cho mọi người xem có một cổ phiếu em thấy nó đã gãy rũ test cung trước thị trường rồi nhá mọi người nhá. Đấy. Đây, và cái yếu tố thứ hai đó chính là chúng ta sẽ không mua những cái cổ phiếu bùng nổ trong cái nhịp thị trường sideways nha mọi người nhá. Bởi làm gì? Để tránh những cái bẫy boom trap nha mọi người nhá. Đây này, em đã thấy có một vài cổ phiếu nó đang boom trap này. Đầu tiên là VCI nha mọi người nhá. Đó, nó nổ lên này, sau đó nó lại test về cái cây nổ này mọi người này. Thế là những cái người mua cây nổ có phải là lỗ không? Đây là cái bẫy bull chat điển hình nhá mọi người nhá.
Không biết là về sau nó có gãy tiếp không, nhưng trước mắt mua ở cây nổ là chúng ta đã không có lời đã. Đúng không mọi người? Đúng chưa? Mua cây nổ này, những cái người mua cây nổ này chắc chắn là không có lời rồi. Đấy. Mà nếu thị trường nó còn gãy rũ test về 1.200 thì những người mua ở cây này chắc chắn là sẽ lỗ. Mọi người nhớ chú em là chúng ta sẽ không mua bùng nổ trong cái giai đoạn thị trường sideways. Giai đoạn này thị trường đang chuyển sang giai đoạn sideways rồi nhá mọi người nhá. Và những cái phiên nổ lên ngắn hạn này chúng ta sẽ xem xét bán nhá mọi người nhá. Ví dụ như dòng đầu tư công có FCN. Mọi người nhớ giúp em, nếu có những cái phiên nổ lên ngắn hạn nó có những cây tăng trần thì chúng ta sẽ xem xét bán nhá mọi người nhá. HHV cũng vậy. Đó, chúng ta sẽ không mua thêm những cái cổ phiếu mà nó đã nổ lên và nó nổ thêm một cây nữa là chúng ta sẽ bán nhá mọi người nhá. Chứ nó nổ lên cây nữa là không phải điểm mua nhá mọi người, nhớ giúp em nhá. Cái điểm mua là cái cây đầu tiên này này, khi mà nó vượt nền này. Đó. Còn về sau này là không phải điểm mua nữa, và những người mua thì phải canh khi nó rũ về cái nền dưới này thì mới mua này. Còn nó nổ lên là không có mua mà là quay sang vị thế bán nhá mọi người nhá. Nhớ giúp em nhá. Nếu nổ lên là quay sang vị thế bán. Nhớ giúp em như vậy nha. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ ba, đó chính là phân tích một vài cổ phiếu đáng chú ý trong cái tuần này. Tuy nhiên đây là những cái cổ phiếu em cho là đẹp nhá mọi người nhá. Không có nghĩa là nó sẽ chạy trong tuần này, bởi vì nếu thị trường điều chỉnh chưa chắc nó có thể đã chạy được. Hoặc nếu nó mạnh, thị trường điều chỉnh nó cũng sẽ chấp thị trường và nó vẫn nổ lên nha mọi người nhá. Đầu tiên là nhóm ngành đầu tư công, KSB. À, cái con em kết nhất là con Đạt Phương nha mọi người nhá, DPG. Đây em sẽ nói cho mọi người nghe này. Cái con này này, nó đã có cái hiện tượng gãy, nổ lên, gãy rũ và test cung. Đây chính là một phiên test cung của nó này mọi người này. Đó. Và đây chính là cái nền giá dưới của nó này. Và đây là cái cây xác nhận nó nổ lên này, với cái khối lượng tăng trần rất mạnh này. Mọi người nhớ này. Và đây là cái cây này là cái cây rũ bỏ theo thị trường này. Và đây là cái cây này là cây test lại này mọi người này. Và khối lượng của cây rũ bỏ này, đầu tiên là cao này, sau đó này thấp xuống này mọi người này. Và cây này là cây test cung nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý giúp em. Thứ hai, mọi người hoàn toàn có thể tham gia để thăm dò với Đạt Phương ở cái mốc 44.000 nha mọi người nhá. Chú ý Đạt Phương mốc 44.000 có thể tham gia trước khoảng tầm 5 đến 10% tỷ lệ tài khoản. Và khi mà nó tăng lên cái vùng 46 là cái vùng biên trên. Đó thì mọi người sẽ không mua nữa. Chúng ta sẽ tham gia ở cái vùng 44 thôi nha mọi người nha. Còn nếu nó hồi phục về vùng 46 chúng ta sẽ không mua thêm. Mọi người chú ý giúp em là như vậy nha. Rồi, cái cây này là cây test cung của nó đấy. Cây này này mọi người này. Đó, cây này là cây test cung này. Rồi, cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu KSB nha mọi người nhá. Mọi người biết cái form của KSB là form gì không? Form này chính là form vượt đỉnh và quay trở lại test đỉnh nha mọi người nhá. Đó, cho nên là em cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể tham gia KSB ở vùng giá 32.5 được nha mọi người nhá. Mọi người có thể thăm dò KSB khoảng tầm 5 đến 10% tỷ lệ tài khoản ở vùng giá 32.5 nhá. Chú ý giúp em, cái nhịp điều chỉnh quay trở lại này nó cũng đã có cái sự cạn kiệt khối lượng rồi nha mọi người nhá. Cạn khối lượng rồi này. Cạn khối lượng là yếu tố tiên quyết để cho cổ phiếu có thể đi lên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cổ phiếu cạn kiệt khối lượng chứng tỏ là nguồn cung của nó đã bị gì mọi người? Đã bị hấp thụ nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý giúp em. Đấy, KSB là cổ phiếu thứ hai. Và thứ ba là cổ phiếu C4G. Đó, cổ phiếu C4G tương tự cổ phiếu KSB nha mọi người nhá. Không có khác gì cả. Đấy. Mẫu hình chiếc cốc và phần tay cầm. Cái cây mà tăng điểm này volume vào rất quyết liệt, chứng tỏ gì? Dòng tiền đang tham gia ở cái cổ phiếu này rồi. Và nếu nó có cái nhịp test lại cái vùng MA10, tức là vùng giá 14.7 đến 15 nha mọi người nha, thì mọi người có thể thấy được chúng ta mua càng thấp thì cái vị thế của chúng ta càng tốt. Nên mọi người kiên nhẫn. Trong cái nhịp này mọi người không cần thiết phải lấy vội vào ngay, và mọi người chỉ chờ cổ phiếu nó rũ về những cái vùng hỗ trợ thì mọi người lấy giúp em nhá. Rồi, đó chính là xong cái nhóm đầu tư công. Thứ hai là nhóm banh nhá mọi người nhá. Nhóm banh thì em kết nhất là cổ phiếu MSB. Vì những cái con như VP Bank này, Vietcombank này nó đã chạy rồi, và Vietcombank thì vốn hóa nó hơi lớn nên là khuyến nghị thì cũng không có nhiều người để ý. Nên là em sẽ quay sang khuyến nghị cổ phiếu MSB. Đầu tiên, mọi người thấy trên biểu đồ tuần nó đang xây dựng chiếc mẫu hình gì? Mẫu hình chiếc cốc tay cầm nha mọi người nhá. Đây là phần chiếc cốc và đây là phần tay cầm. Và phần tay cầm có đặc điểm gì mọi người? Phần tay cầm có đặc điểm là khối lượng rũ xuống
cạn kiệt này và có sự hồi phục nha mọi người nhá. Sự hồi phục này có khối lượng lớn hay nhỏ à mọi người? Sự hồi phục này có khối lượng lớn nha mọi người nhá. Chính vì vậy nên là nếu MSB nó test lại cái vùng giá 14.2 thì mọi người mở vị thế giúp em nhá. Chờ MSB test lại 14.2 vol thấp. Vol thấp tầm bao nhiêu mọi người? Bật sang biểu đồ ngày nhá. Vol thấp tầm khoảng 10 triệu cổ phiếu thì mọi người lấy nhá. 14.2 test lại 14.2 vol thấp khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu mọi người tham gia nhá. Nhớ giúp em 10 triệu cổ phiếu mọi người tham gia. Cây này là một cây break nhưng mà không break được, bởi vì sao? Bởi vì gặp lại cái lực cung trên vùng này nó bán xuống này. Đó, và nó đóng cửa ở nửa thân nến nhá mọi người nhá. Đấy, nên là khả năng là nó sẽ có cái cú test về vùng 14.2 nhá mọi người nhá. Thì mọi người canh me ở cái vùng 14.2 đó và nhặt cho em nhá. Rồi, cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu NVB. Cổ phiếu NVB này mọi người biết vì sao mà nó là cái cổ phiếu em cho mọi người đánh ngắn hạn không? Bởi vì cổ phiếu này nó đang xây mẫu hình này chính là mẫu hình cá sấu rình mồi nhá mọi người nhá. Đấy, đây chính là mẫu hình cá sấu rình mồi trong phân tích kỹ thuật. Đó, một chen trên và một chen dưới. Và cái sự tích lũy này nó đã đến khoảng bao nhiêu ngày mọi người? Khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, gần 11 tháng rồi nhá mọi người nhá. Và đã có sự xuất hiện của dòng tiền nhá mọi người nhá. Dòng tiền tham gia đã rất quyết liệt. Cho nên cái vùng mua an toàn này là cái vùng 14.4 của NVB nhá mọi người nhá. Hơn nữa ở trên biểu đồ này mọi người có thể thấy giải Bollinger Band nó đang bóp khá là chặt. Tất cả những lần khi Bollinger Band nó bét chặt thì cổ phiếu nó sẽ bùng nổ ngắn hạn nha mọi người nhá. Đấy sẽ là một cái điểm đánh T cộng để mọi người có thể chốt lãi khi nó quay trở lại vùng giá 16 nhá mọi người nhá. 14.4 quay trở lại vùng giá 16 thì chúng ta sẽ có biên lợi nhuận bao nhiêu? Biên lợi nhuận của chúng ta sẽ là khoảng 15% nhá mọi người nhá. Đánh ngắn nhịp này thôi. Nhịp này đánh ngắn với NVB. Điểm mua 14.4. Nhớ nhá mọi người nhá. Rồi, và cổ phiếu cuối cùng không phải ngành ngân hàng nhưng em thấy cổ phiếu này đẹp nên em vẫn khuyến nghị mọi người, SGP. Đó, mọi người thấy chưa, cổ phiếu SGP này là một cổ phiếu ở trong nhóm ngành mạnh, đó chính là nhóm ngành cảng biển. Cổ phiếu này nó chạy sau con HAH và con Siemens. Cổ phiếu này đang hình thành mẫu hình gì? Mẫu hình biên độ thu hẹp nha mọi người nha. Một vòng này, hai vòng này, và đây sẽ là vòng thứ ba. Nên mọi người chú ý cổ phiếu SGP khi quay trở lại vùng giá 19, hoặc mọi người có thể lấy luôn ở vùng giá 19.4 được nha mọi người nha. Để làm gì? Để đánh một nhịp chờ nó vượt đỉnh nha mọi người nha. Chứ chúng ta sẽ không mua vượt đỉnh mà mua ở dưới nền. Đây chính là một nền của cổ phiếu SGP nó đang xây dựng. Mọi người chú ý giúp em nha. Và yếu tố tiên quyết là dòng tiền nó đã tham gia ở cổ phiếu này này. Mọi người thấy chưa? Những cái cây volume tăng luôn là cây volume lớn. Và những cái nhịp điều chỉnh giảm thì cổ phiếu có yếu tố gì? Yếu tố cạn kiệt khối lượng nhá mọi người nhá. Đó. Rồi, thế là hết cái danh mục em khuyến nghị mọi người, bao gồm có KSB, C4G và Đạt Phương. Thì mọi người ưu tiên Đạt Phương và KSB nhá mọi người nhá. Còn cái nhóm banh thì mọi người ưu tiên cổ phiếu NVB và cổ phiếu SGP nhá mọi người nhá. Còn MSB thì mọi người phải chú ý khi nó test lại vùng 14.2 khối lượng thấp thì mọi người mới tham gia giúp em nhá mọi người nhá. Rồi, cái video này là video cuối tuần, kết thúc cái buổi video ở đây. Mọi người cũng cho em quảng cáo một chút, em Cường có một nhóm Zalo là 0936812449. Nhân viên ID của em bên công ty chứng khoán VPS là BC25 nhá mọi người nhá. Nếu mọi người nhớ là cần mở tài khoản thì liên hệ với em sẽ hỗ trợ mọi người mở tài khoản và đi cùng mọi người trong suốt các hành trình đầu tư của mọi người nhá. Rồi, tạm biệt mọi người.